quý vị và các bạn, bây giờ Ngọc Diễm và Khánh Huyền xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng đến với những thông tin của chuyên mục Bạn Có Biết. Trong chuyên mục Bạn Có Biết ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một đề tài, đó chính là xuất khẩu gạo ở Sài Gòn xưa. Và nói đến điều này thì có lẽ quý vị và các bạn có thể biết và không biết, và thời thuộc địa thì lúa gạo của nước ta đã được tư bản Pháp khai thác để xuất khẩu. Vào thời đó thì có một cái sự phân chia như thế này, người Pháp nắm cái việc xuất khẩu lúa gạo, cung ứng mua thu mua là người Hoa và thương lái cấp 1 thời đó thì chủ yếu là người Việt. Thế nhưng trong giai đoạn đầu thì người Pháp không có được độc quyền để xuất khẩu lúa gạo, bởi vì thương nhân người Hoa đã có lịch sử lâu đời trong việc thao túng những đầu mối và thị trường thu mua lúa gạo lúc đó tại miền Nam. Do đó giai đoạn đầu Pháp đã phải liên kết với họ để tiếp cận đến thị trường và nhanh chóng thâu tóm thị trường. Tuy nhiên sau đó thì sau khi đã nắm được những cái đầu mối buôn bán thì người Pháp bắt đầu độc quyền trong việc xuất cảng lúa gạo. Và lúc đó thì thương nhân người Hoa lại trở thành đại lý thu gom lúa gạo cho thị trường xuất khẩu. Và lực lượng thu mua lúa gạo của người Việt thì được gọi là lái lúa. Những người này thì xuất thân từ là nông dân và có một chút vốn liếng, thì chủ yếu vốn liếng đó là có thể vay từ các kho lúa, các chành lúa và tự đứng ra gom lúa và bán lại lấy công làm lời. Và vốn liếng của họ thì không nhiều, cho nên là sau khi mua xong thì họ bán ngay cho các chành lúa để lấy lời. Và dưới thời Pháp thuộc thì chợ lớn có thể được xem là thủ đô lúa gạo của toàn Đông Dương, bởi vì lúa gạo miền Tây và các khu vực lân cận thường xuyên được các thương lái gom bằng thuyền rồi theo sông rạch chở thẳng lên chợ lớn. Tại đây thì lúa được các thương thuyền chuyển lên những nhà máy xay xát ở hai bên rạch tàu hũ, và sau khi xay thành gạo thì sẽ được đưa trở ra cảng Sài Gòn để xuất khẩu. Sau khi Pháp rút đi thì người Hoa tiếp tục nắm giữ cái công việc là xuất khẩu gạo một thời gian dài, và cho đến thời kỳ đất nước thống nhất thì họ cũng chính thức chấm dứt cái vai trò này. Ngày nay thì việc xuất khẩu lúa gạo vẫn tiếp tục là nguồn thu ngoại tệ chủ lực của nước ta và đem lại hàng tỷ đô la mỗi năm. Tuy nhiên có một điểm rất là khác biệt so với lại thời kỳ trước năm 1975, đó chính là người Việt nắm toàn bộ quá trình xuất khẩu lúa gạo, việc thu gom và vận chuyển đã hoàn toàn được thực hiện bởi giao thông đường bộ.